người xem cá lóc thôi. Dạ. Rồi, chào mừng mọi người. Hôm nay đi theo chân anh Hoàng, một người dân ở vùng U Minh Hạ, đi câu cá lóc bằng con vịt. Cái con vịt này mình thả xuống là mình nhử nhử, chứ nó đâu, cá lóc nó đâu ăn thịt con vịt đâu, phải không anh? À, anh Hoàng anh nói là chỉ dùng cái con vịt con để dụ thôi, chứ không, cái con cá lóc nó không có ăn thịt được con vịt. Mọi người coi trên. Để anh kiếm cái bài rồng rồi cái đầu. Dạ rồi rồi. Anh Hoàng anh nói là anh đi kiếm cái bầy rồng rọc là con của cá lóc con phải không anh? Nó gọi là gì? À cá rồng rồng. Dạ, anh Hoàng anh nói là anh đi kiếm cái bầy rồng rồng là cá lóc con á mọi người. Ngay chỗ nào mà có bầy rồng rồng là ngay chỗ đó có cá lóc mẹ. Thì anh Hoàng sẽ dùng cái con vịt mà trên tay ảnh á, anh sẽ làm mồi, anh nhử, anh để anh bắt cái con cá lóc. Thì giờ mình đi tới, mình quay cho mọi người thôi. Bên đó ha anh. Rồi anh Hoàng đã phát hiện một cái con cá lóc. Phát hiện bầy rồng rồng thì ngay chỗ đó sẽ có con cá lóc lớn. Con cá lóc chắc con này khoảng ký mấy không anh? Không có đâu, cái vùng này nó trên cá không được bự hả? Vậy sao anh dùng con vịt bự chứ? Nhưng mà cái nó bự chừng nào, con vịt bự chừng nào là nó nhẹ hơn mình đấy. Bự vậy là con vịt xuống bơi nó sợ con của nó mới tát vịt thôi. À, ý là anh Hoàng giải thích đó là dùng cái con vịt á để nhử con cá lóc, vì cái con cá lóc sợ con vịt nó ăn con cá con của con cá lóc, là nó ăn mấy con rồng rồng á, chứ không phải là cái con cá lóc nó ăn thịt con vịt. Lần đầu thì em tưởng là cái con cá lóc dùng cái con vịt để cho con cá lóc ăn thịt con vịt, mà cái này là ngược lại, cá lóc mẹ thì sợ cái con vịt này ăn thịt con của cá lóc. Dạ, quay. Rồi sình lại. Rồi xong, bay cái giày rồi. Để rồi, đây, để quay bầy rồng rồng cho mọi người xem. Mọi người thấy đó, bầy rồng, đó, cá rồng rồng nè. Cá rồng rồng là cá lóc con đó mọi người. Đó, 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 mọi người thấy không? Rồi, bầy rồng rồng nè. Rồi, bên đây thì anh Hoàng đang nói chuyện rồi, có sao không anh? Có nói chuyện bình thường. Con nhử này cũng lâu lắm nha. Quạo lên á anh mới ăn. Ổ quá thì đúng không? Rồi, anh Hoàng này á là dùng con vịt này nè. Anh nhử vì con cá lóc mẹ nó tưởng con vịt này tới ăn thịt những cái con cá con, thì khi đó cái con cá lóc mẹ nó sẽ đớp. Nó sẽ đớp cái con, cắn cái con vịt con. Thì khi đó anh giật lên. Câu gì con vịt con còn sống anh? Còn sống bình thường. Anh Hoàng anh nói là con vịt con nó còn sống bình thường. Rất là hay. Cái này nó không có ác nha mọi người. Cái này cái phương pháp câu của người dân miền Tây này. Nó táp vô vịt đó, mà nó táp vô trong cái lưỡi câu mình. Dạ. Ở dưới con vịt là nó có móc một cái lưỡi câu. Thì khi cá lóc táp giò, táp chân vịt thì nó dính cái lưỡi câu. Chứ không phải là cá lóc nó ăn thịt, nó nuốt con vịt này. Nên mọi người đừng có hiểu lầm. Anh đang nhử nhử để chọc cá, con cá lóc mẹ nó tức, nó đớp mồi, nó đớp. Đang rất là gay cấn nha mọi người. Làm được 3 con rồi đó. Ồ.
Không biết em sáng giờ anh Hò nói anh câu được 3 con, không biết mình quay phim gì có dính hay không á. Đó. Hồi sáng anh câu 3 con cũng ngay đây luôn anh. Đó, cắn á. Đó, mọi người mới vừa thấy cái con cá nó cắn con vịt á. Mọi người xem con cá lóc mới vừa cắn con vịt đó. Bây giờ anh Hòn anh gắn ốc bu vô chị anh gắn vô trong cái lưỡi câu á. Anh Hòn anh lấy cái thịt con ốc anh gắn vô lưỡi câu để nó che cái lưỡi câu lại. Ủa giờ không câu vịt nữa anh à? Vẫn 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 dùng con vịt để câu, nhưng anh Hòn lấy cái thịt con ốc ốc bu á, anh Hòn gắn vào lưỡi câu để che che cái lưỡi câu lại. Mọi người mới vừa xem cái con cá lóc nó táp con vịt á. Bây giờ mình ngồi xuống yên ngồi yên để quay con cá lóc mới vừa táp á. Con cá lóc mới vừa táp á, nãy giờ mê con cảnh câu được con cá lóc mà lâu quá. Giờ bắt đầu câu lại mọi người. Đó mọi người xem, đó cái lưỡi câu đó, bên dưới con vịt nó có lưỡi câu đó, là cái một miếng mồi là thịt ốc. Đó, mọi người thấy không, con cá lóc nó cắn thấy không. Mọi người thấy con cá lóc nó cắn không? Đó. Mọi người thấy con cá lóc nó cắn không? Giờ vẫn theo chân anh Hòn để ngồi bắt cái con cá này. Anh Hòn nói tùy theo con cá lóc mà có câu từ 15 đến có khi cả tiếng mới ăn, cá mới ăn. Con cá lóc câu kiểu này thường khoảng mấy 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 lạng anh? 300-400 gram có con, cũng có cũng cả ký cũng có. Có con cả ký. Nãy giờ chờ nó thì chưa dính. Mọi người lưu ý cái này là dùng cái con vịt đó để làm để nhử con cá lóc thôi, chứ không phải là làm mồi cho con cá lóc. Tại dưới cái con cá lóc á, con cá lóc lớn á, bản thân là nó đi nó theo đàn con, đàn cá con, thì khi mà thả con vịt gì á thì con cá lóc mẹ nó tưởng là con vịt này tấn công những cái con cá con của nó, thì nó sẽ cắn vào chân của con vịt. Thì bên dưới chân của con vịt á nó có gắn một cái lưỡi câu, thì khi cá lóc mẹ cắn chân vịt con á thì nó trúng cái lưỡi câu đó, thì người câu sẽ giật lên, chứ không phải là dùng cái con vịt con này để cho con cá lóc nó ăn thịt. Sau khi câu kiểu này thì con vịt nó vẫn sống khỏe bình thường, chẳng qua là nó hơi chịu cực một tí thôi. Anh Hòn sáng giờ ảnh câu là được 3 con rồi. Sáng giờ anh Hòn câu được 3 con cá lóc rồi. Đến cái con này nó hơi chậm ăn, thì đang đợi cái thời khắc mà con cá lóc nó cắn vịt. Nãy giờ theo dân ảnh tùm lum tà la hết mà cá nó chưa chịu ăn. Hy vọng là đợt này ăn. Cá này ảnh nói lớn lắm. Cá lớn nó khôn.
coi người câu à. Coi anh họ anh ngồi câu, anh ngồi anh coi như nghệ sĩ ha, dân câu chuyên nghiệp. Má à, nãy giờ biết bao nhiêu dung lượng mà chưa dính là chưa dính. Em xóa mấy cái này chưa câu được. Thầy của em còn quay cho 2 tiếng. Anh còn chưa tới 1 tiếng. Cá gì hả? Hy vọng là cái này là nó ăn. Không. Mấy đứa đè chân cắn xuống kia. Rồi rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Trúng cá lóc rồi mọi người. Ồ, oh, wow 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 wow. Rồi, trúng rồi. Mọi người xem, câu dùng con vịt để bẫy con cá lóc. Nãy giờ mới trúng. Con này nó lâu ăn ghê. Mình bắt con thôi, còn con cho nó giữ vậy. Dạ, anh Hòn anh nói là hai con, một con bố, con mẹ. Giờ mình bắt con thôi. Con này chắc con cái anh ha. Cái hay đực. Con này là cá lóc cái. Là bắt một con thôi, còn một con là để lại giữ cho nó giữ cái bầy con. Nó vẫn bầy con vẫn sống bình thường. Con này nặng tầm nhiêu? 400 g, 300 g. Con này còn 300-400 g. Nè anh đi dép anh. Cái này là dùng con vịt để làm nước động á, làm mồi nhử con cá lóc thôi nha mọi người, chứ không phải là con cá lóc ăn thịt con vịt đâu. Ồ. Oh, nãy giờ ôi chết cha. Lúng quá. À. Xình, rồi xong banh rồi. Rồi. Xong luôn. Mang ra giày. Mọi người xem cá lóc ha. Wow. Con vịt con. Về là vịt thả chuồng lại anh. Về là vịt thả chuồng lại. Tại vịt nãy giờ dùng vịt làm diễn viên múa. Mọi người xem con vịt là anh Hòn anh thả con vịt xuống cho nó động đậy nước á, thì nó gây sự chú ý của cái con cá lóc. Rồi cái con cá lóc thì nó đang bảo vệ đàn con vịt thì nó bao gần cái đàn con của cá lóc, thì con cá lóc nó theo phản ứng á thì nó tấn công cái con vịt để nó bảo vệ đàn con. Thì anh Hòn dưới bên dưới con vịt á lại gắn là một cái mồi câu, thì con cá lóc nó khi mà nó tấn công con vịt á thì có nó đớp trúng cái mồi câu đó thì nó dính con cá, chứ không phải là con cá ăn thịt con vịt. Giải thích cho mọi người hiểu. Ồ, con bên nhà anh về vô rửa giò. Dạ. Đây, nhà anh đây. Cá lóc này làm gì vậy anh? Anh cũng rộng nữa, hổng về quá thì nhiều cá, anh cũng không có. À, rộng. À, rộng giữ lại để cho người thân người quen rồi. Wow, mọi người có thích clip này câu cá lóc giữ bằng vịt thì bấm lại. Rồi, rồi hai anh em banh hai đôi giày. Rồi chào tạm biệt mọi người. Bye. Đây là nghĩa em mình. Bye. Cái này là nó rồng vậy đó. Dạ. Yeah.